Trần Quốc Phúc đây, hẹn gặp bạn tại chương trình Bí quyết dạy con xuất chúng. Chị đã từng nghe con anh chị nó nói về giấc mơ của nó vậy ta? Rồi như sao? Ba, con muốn sau này con sẽ làm thủy thủ lái lên cung trăng. Cái ông ba nghe nói, mày có cái suy nghĩ nào tốt hơn không? Ba thấy là không được con à, cái này khó lắm. Ba làm không được, sao con làm được? Các chị đừng làm điều đó với con mình nha. Mình làm không được không có nghĩa là con mình không làm được, đúng không? Tại vì mình là ba mẹ của thủ tướng mà, ba mẹ của nhà khoa học mà. Mình có thể là chim sẻ nhưng con mình hoàn toàn có thể là đại bàng mà, đúng không? Do đó chim sẻ có thể đẻ được đại bàng, đúng không ạ? À, đẻ theo kiểu nghĩa bóng đó chứ mà nghĩa đen nha. Bao nhiêu người trong số chị đồng ý rằng anh chị có thể nghèo nhưng con anh chị có thể giàu, cho tay cho tôi. Bao chị tin rằng tôi có thể không thành công nhưng con tôi có thể thành công, cho tay cho tôi. Bao trong số chị tin rằng tôi có thể là chim sẻ nhưng con tôi có thể là đại bàng, giơ tay với tôi. Ai phải người cái bên nói chim sẻ có thể đẻ được đại bàng đó nha. Tôi thấy là cái việc mà đi học như này thì rất giá trị, và đặc biệt là cái khóa học về phát triển bản thân cũng như là kỹ năng sống cho tất cả mọi người, thì tôi thấy là cái khóa học của thầy, tôi học rất nhiều khóa nhưng mà chủ yếu là khóa kinh doanh, nhưng mà cái khóa này rất là nhân văn. Nhưng mà những ai chưa biết thì em khuyên mọi người là hãy một lần tham gia cái khóa học để làm gì, để thử thay đổi bản thân mình, rồi thay đổi cái cuộc sống của con mình xem thử nó như thế nào. Và em cảm thấy là rất là tuyệt vời. Mình cảm ơn thầy rất là nhiều. Mình cảm ơn cuộc sống đã mang cái người thầy như thế này để cho mình có một cái đất nước Việt Nam có nhiều người mình yêu hơn. Và mình cảm ơn là